Chỉ trong vòng 6 giây, thủ môn nghiệp dư người Ấn Độ đã có 4 pha cứu thua liên tiếp khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Mới đây, trang Instagram của Tip Club có đăng tải một đoạn clip ghi lại màn cứu thua xuất thần của một thủ môn nghiệp dư ở Ấn Độ đang nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm. Trước những cú sút liên tiếp của các cầu thủ đối phương, chàng thủ môn này đã có 4 pha cứu thua cực kỳ xuất sắc khi dùng tay, chân và người để cản phá. Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, màn cứu thua hiếm có này đã nhận được gần 100.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Nhiều khi cứu một bàn thua còn mang ý nghĩa quan trọng hơn là ghi một bàn thắng. Để hiểu rõ hơn về quan điểm này, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng loạt những pha bay nhảy cứu thua liên tiếp khiến đối thủ choáng váng của các thủ môn, cầu thủ phòng ngự trên khắp thế giới túc cầu ngay và luôn các bạn nhé. Lên đường thôi! Iker Casillas quả thực là một biểu tượng trong khung gỗ của cả Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Hiếm có thủ môn nào có thể bình tĩnh thể hiện sự uy tín của mình như thế này, nhất là trong bầu không khí đầy căng thẳng của một trận El Clasico. Điểm 10 cho pha bay người nha thánh Iker. Nếu như hai pha cản phá liên tiếp vẫn chưa đủ để thuyết phục người xem, thế thì Thibaut Courtois sẽ chơi hẳn bài truy cản 3 cú sút liền cho thuyết phục. Cựu thủ môn của Chelsea đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo kê khung thành trong tình huống này. Các bác cứ sút đi, không ăn thua đâu, vì Courtois đang vào cầu nên sẽ từ chối bằng sạch nhé. Thời gian gần đây, David De Gea đã trở lại với đúng phong độ của mình và thủ môn người Tây Ban Nha cũng đã lấy lại nhiều niềm tin nơi người hâm mộ. Các Manusians rất muốn chiêm ngưỡng lại hình ảnh lão tôn bá đạo trong khung gỗ khi cản phá tới 14 lần chỉ trong một cuộc đối đầu với Arsenal. Trận này, các chân sút bên phía pháo thủ đúng là sút mệt nghỉ cũng không tài nào đánh bại được sự xuất sắc của De Gea. Gánh tim thực thụ là đây chứ đâu nữa. Phản xạ nhanh như điện này của Gianluigi Donnarumma đã giúp AC Milan thoát khỏi một trận thua trước Napoli, đồng thời mang về điểm số vô cùng quan trọng và đánh dấu chặng đường trở lại của Rossoneri sau quãng thời gian chìm trong khủng hoảng. Nếu như cú dứt điểm này của Arjen Robben thành công, gần như chắc chắn nhà vô địch World Cup 2010 sẽ gọi tên đội tuyển Hà Lan chứ không phải là Tây Ban Nha. Vì khi đó đồng hồ đã chuyển sang phút 89, thật khó để La Roja có thể lật ngược tình thế nếu Robben làm rung mạnh lưới. Nhưng nó chỉ được gói gọn trong từ nếu mà thôi, bởi vì Iker Casillas vẫn còn đứng ở trong khung gỗ và cái chân của thánh Iker đã từ chối bàn thắng cho Hà Lan. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết rồi,
Bartok là đội bước lên ngôi vàng thế giới. Nói về độ đẹp trai, nam thần Bakary Satna luôn tự tin càn quét mọi loại xếp hạng. Còn nếu để bàn về độ gánh team trên sân bóng, chắc có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại. Cơ mà cựu sao Arsenal vẫn có những pha bóng xuất thần và khiến người hâm mộ nhớ mãi. Điển hình là cú tung người móc bóng để từ chối bàn thắng của đối thủ ngay trên vạch vôi này. Các cổ động viên pháo thủ lại chả chìm trong mê đắm. Nói chung, đã có sẵn nội tại đẹp trai rồi thì làm gì cũng là ổn áp hết. Thả một tim cho Satna thôi nào. Rojas thời trẻ đúng là một người chơi hệ chiến. Hãy nhìn vị trí mà thủ thành người Anh đang đứng khi mà Man City bị nhận đòn phản công. Ấy thế mà bằng một tốc độ không tưởng so với một thủ môn, Rojas đã có thể tốc biến về khung thành và cản phá cú dứt điểm đầy hiểm hóc chỉ trong tích tắc. Xem phản ứng của người hâm mộ kìa anh em, đúng là thật không thể tin nổi. Nhận là khả năng chọn vị trí và dứt điểm của Javier Hernandez cũng bén thật đấy, nhưng mà độ mắng bàn thắng của Chicharito mà cao đến cỡ nào, gặp ngay Bitojet lên đùng thì cũng tắt điện hết. Một phản xạ không thể tin được của cựu thủ thành Chelsea đã khiến cho hạt đội nhỏ cũng chỉ biết cười bất lực mà thôi. Khó thế cũng bắt được, ông anh ảo thật đấy. Pha cản phá đã trở thành một trong những khoảnh khắc điên rồ bậc nhất ngoại hạng Anh, đến từ vị trí của David De Gea. Thời Mata còn là nhân tố không thể thay thế tại Chelsea, nhạc trưởng người Tây Ban Nha đã có cú sút phạt vô cùng nguy hiểm về phía khung thành của Manchester United. Tuy nhiên, De Gea đã có tình huống bay người hết cửa để đẩy được trái bóng ra ngoài. Đỉnh cao thực sự, De Gea ơi, 10 điểm cho pha cứu thua ngoạn mục này. Một tình huống đá phạt hàng rào xuất sắc nữa, lần này người thực hiện là idol Marco Reus. Nhưng mà video này tôn vinh những pha cản phá anh giai nhé. Thế nên là cú sút của Reus có đẹp đến mấy cũng chỉ tô điểm thêm cho sự bá đạo đến từ vị trí của Manuel Neuer mà thôi. Một pha nhòi người cứu thua xứng đáng nhận những tràng pháo tay của thủ môn người Đức đã trực tiếp giúp Bayern Munich giành chiến thắng đầy ngạt thở trước đại kình địch Dortmund. Vừa rồi là những pha bay nhảy cứu thua liên tiếp khiến đối thủ choáng váng vì độ ảo diệu và xuất sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.